Vâng, và chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Audio. Hôm nay thì quay trở lại kênh của nhà em, gửi tới các bác một cái sản phẩm, một cặp loa trong dòng series 7, Studio 7 của Zamo mới ra mắt 2022. Đây là một cặp loa Buxell các bác nhé. Cặp loa Buxell, cặp loa này là một trong những sản phẩm của cái dòng series mới nhất của hãng ra mắt để tri ân hai người thành lập hãng, đó là ông Jacob và ông Moste, với một cái cặp loa Buxell khá là lớn và đồ sộ, mà mức giá cực kỳ là tốt các bạn. Cặp này thì đang có giá ở hãng khoảng 11 triệu và tại shop em sẽ có mức giá ưu đãi cực tốt cho các bác, giá chỉ có 10 triệu. Đặc biệt các bác sẽ được hỗ trợ bao ship toàn quốc đôi cặp này. Rất là lớn. Đây này, các bác nhìn này. Ở ngoài thùng loa thì sẽ có cái tem của anh Duy là cái nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam với cái logo của Zomo này, và có một cái năm thành lập là năm 1968, tức là thương hiệu này đã thành lập rất lâu đời rồi. Và có một cái cảm hứng, lấy cảm hứng từ vùng Scandinavia, Scandinavian đấy, để tạo ra cái cặp loa siêu phẩm này, mang lại một cái khả năng thuyết trình diễn rất là tốt và cái thiết kế cực kỳ đẹp các bác nhá. Và không để bác chờ lâu nữa, bây giờ em sẽ khui hộp và em mở hộp giới thiệu các bác cái sản phẩm loa này. Cái này là hàng chính hãng mới tinh 100% các bác nhá, hàng chính hãng mới tinh 100%. Đâm ra là khi mà các bác mua hàng, các bác được bảo hành 1-2 năm chính hãng tại Việt Nam. Đây này. Khi mà khui hộp thì các bác sẽ có một cái tem bảo hành như này. Đấy. Em tin là với 10 triệu cặp này thì thực sự nó quá xuất sắc, nó sẽ thay thế cho cặp Calyp RB81, quá xuất sắc luôn, đánh rất là hay. Và bởi vì em đã từng mở hộp và unbox cái cặp loa cột của nó rồi. Đây là phí bảo hành các bác. Ở trong này sẽ có một số phụ kiện mà chúng ta sẽ sử dụng, đó là e-can để che màng loa. Ngoài ra thì đối với dòng series 7 này thì người ta sẽ thiết kế một cái kiểu thiết kế nó như là có một góc nghiêng 7 độ hướng lên trên. Cái này thì lát lại sẽ bày cho bác, bày thử cho bác, bởi cái chân chân đế như em nó hơi hơi nhỏ, có thể em sẽ phải chọn chân đế khác để bày lên. Đây là một cái bộ phận, cái này để bắt ở dưới đáy loa để chống rung cho loa các bác, bắt ở dưới đáy loa để chống rung cho loa. Cái này thì để bỏ tạm đây đã, tí em sẽ lắp sau. Loa khá là nặng các bạn, mỗi một loa em ước chừng là khoảng hơn hơn 10 kg khoảng đó. Đây là bên trong loa các bạn, thì với một thiết kế màu rất đẹp thực sự như vậy, nó là một màu xanh nước biển đậm của vùng Bắc Âu, và đặc biệt là cái dòng loa này ấy, thì cái củ phân tần họ sẽ làm cách ly các bạn, tức là sẽ làm không có cùng thùng loa mà làm riêng ra để tránh cái việc mà nhiễu xạ từ cái củ loa bát. Cái nam châm của loa bát nó sẽ có thể ảnh hưởng tới cái mạch của phân tần ở bên dưới. Đây chính là phân tần ở dưới các bác. Khi đế cao su vào giờ thì sẽ bắt ở dưới với một cái thiết kế cực kỳ đẹp. Đây, khi mà chúng ta đặt nghiêng như này nó sẽ nghiêng sẵn là 7 độ, nghiêng 7 độ. Các bác nhìn thấy không? Đối với dòng Studio Series 7 17B ấy, thì con này nó sẽ có trang bị một cái củ loa bát lên tới là 18 cm. Đối với Buxell 18 cm là rất lớn, gần như là rất lớn so với Buxell rồi, 18 cm. Và đặc biệt là độ ồn khi mà chúng ta ở khoảng cách khoảng 1 m đối với loa này nó có thể đạt là 104,2 dB. Đối với hãng họ không đưa ra công suất, em ước chừng cái loa này công suất khoảng đạt khoảng đâu đó từ 120 tới 140W, từ một loa thì nó khoảng hai loa khoảng gần 300W, đánh rất là tốt ở phòng phòng khoảng tầm 30 mét vuông, đổ lại rất là tuyệt vời luôn. Ở dưới đây sẽ có một cái logo Zamo và một củ loa bát với đường kính khoảng 18 cm. Ngoài ra thì ở bên trong loa thì sẽ có những cái gân dập nổi kết hợp với lại hợp kim nhôm. Màng bên trong thì sẽ là màng bằng sử dụng bằng bột giấy ép lại màng giấy. Bên ngoài là gân cao su. Ở bên ngoài bảo vệ bằng một lớp mà viền loa màu xám bạc như này đó. Ngoài ra thì ở đây cũng sẽ có một cái củ loa chép với đường kính khoảng 2,54 cm bên trong, thì cái màu bạc này được lấy theo cảm hứng từ tuyết, và cái màu xanh đậm này để cảm hứng từ nước biển ở bên khu Bắc Âu. Đây là khu Scandinavian, và nó có một đặc trưng là khi ở Bắc Âu thì biển nó sẽ đậm hơn biển ở bên khu vực chúng ta ở vùng nhiệt đới đó. Coi như rất đẹp, đầy đủ ê cang hết. Một điểm đặc biệt nữa là gì, khi mà phân tần cách ly thì hãng họ đã đặt ra một cái kiểu thiết kế nó rất là hay, mà các dòng loa high end thì người ta hay dùng kiểu thiết kế này.
đó là thiết kế làm cầu loa đưa hẳn ra phía sau, đưa hẳn ra phía sau như này. Bình thường các bạn thấy cầu loa sẽ gắn ở phía trong trong hốc loa, nhưng mà đối với phiên bản là dòng CD7 của hãng này mới ra, ra mua mới ra thì cầu loa sẽ được đưa hẳn ra phía sau. Các bác sẽ có hai phương pháp để chúng ta đấu cầu loa. Một là các bác sẽ xoáy như này đó, hoặc các bác sẽ không xoáy như này mà chúng ta sẽ cắm trực tiếp bắp chuối vào đây luôn. Và như vậy là gì, nó sẽ làm cho cái việc mà kể cả việc kết nối nó dễ dàng hơn, và thiết kế như vậy cũng mang lại một cái hay là gì, nó cắt được cái việc mà ảnh hưởng tần số từ củ loa bát trong này. Trong này là củ loa bát thì sẽ có nam châm, như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới từ trường mà ảnh hưởng tới xuống dưới bên dưới của cái phân tần, các bạn phân tần, và phân tần của dòng CD7 này cũng đã được thay đổi rất là nhiều và mang lại cái âm thanh nó tự nhiên hơn. Giải tần của nó có thể đạp xuống là 54 Hz mà lên tới độ cao khoảng 30 kHz, 30 kHz. Bây giờ sẽ đo cho bác cái kích thước của loa này khá là lớn, loa này khá là lớn các bạn, và cái kích thước của nó cũng như vậy, do đó là nó có khả năng vùng hoạt động nó rất tốt khi mà kích thước lớn như vậy. Đối với chiều cao của loa, các chiều cao của loa sẽ là 36,5 cm, 36,5 đấy, chiều cao. Chiều ngang của loa là 23 cm và chiều sâu của loa sẽ đạt khoảng đâu đó là cũng khoảng đâu đó là 31 cm, 31 cm. Thì cái loa này có sở kháng là 4 ohm, như vậy cũng khá là dễ dàng để ghép với nhiều âm ly. Hôm nay thì em sẽ lựa chọn để phối ghép với một âm ly đang có sẵn tại nhà em mà mức giá vô cùng tốt, đó là âm ly đền âm PMA 150Hz. Con này thì hàng mới chính hãng 100%, đang có giá niêm yết là 29 triệu và tại shop duy nhất, tại shop Bờ Bảo Lưu duy nhất mà, tại shop em thôi, shop khác không có đâu. Sẽ chỉ có mức giá là 16 triệu 300 nghìn đồng, hỗ trợ bao ship toàn quốc. Thì combo hiệu số con này nó rẻ, mã 32 bit này, vừa có Bluetooth, có AirPlay, có app, có wifi này, only one luôn. Nói chung là chơi ổ cứng, chơi cả USB DAC, chơi run, chơi thay đồ, không thiếu cái gì về nhạc số cho các bác chơi nhạc số chất lượng cao đó. Thì hôm nay sẽ phối ghép cùng với cặp loa Zammo Studio Series 7 này với mức giá đang mới biết là 10 triệu, và tại Bờ Bảo Lưu sẽ có mức giá cực kỳ là tốt cho bác, giá chỉ có chỉ đó bác giữ mức giá tại đang mới biết là 11 triệu, và tại Bờ Bảo Lưu sẽ mức giá cực kỳ tốt chỉ có 10 triệu và được hỗ trợ bao ship cặp loa to bự chà bá này, và chất âm rất hay, giải cao rất là tốt khi mà nghe phần vocal và phần lời em khẳng định rất tốt luôn. Và âm bass xuống có thể xuống tới 54 Hz, đánh những giải bass rất là tự nhiên, bass khá là tự nhiên các bác, đánh rất là mềm tiếng. Ok, và bây giờ không để các bác chờ lâu hơn nữa thì em sẽ lắp đặt lên và gửi tới các bác những bản nhạc test thấy từ dòng loa Buxell Zammo Stereo S7 17B, tức là CD7 dòng dòng CD7 và mã là 17B, với một cái mức giá vô cùng tuyệt vời và mang lại chất âm ngoài mức giá em khẳng định nó như vậy. Bởi vì dưới 10 triệu chúng ta ít có sự lựa chọn là mà loa là bass tới 18 cm như thế này là ít lắm, mà trong khi đó là một thương hiệu đã rất lâu đời và có tên tuổi ở trên thị trường rồi các bác nhá. Ok, bây giờ em sẽ gửi tới các bác những bản test nhạc đến từ cái combo này để các bác có những sự cảm nhận rõ ràng nhất về cặp loa Zammo Studio S7 17B các bác nhá. Cho hết đi sâu thương tôi không.
cho hết đi sao.